Nói thật, giờ em sợ nhất là vào tù. Ta biết rồi, mày cứ nói mãi. Chỗ này là gốc gác, là nguồn thu nhập chính của anh. Anh có thể mất tất cả mọi thứ, nhưng bãi cát này thì không bao giờ. Nhìn thế này mà cũng xứng với danh hiệu nền tảng tài chính. Anh dùng bãi cát này là bình phong. Theo mày thì nên thế nào? Rõ ràng anh cũng biết tật nhau không giải quyết được vấn đề. Đúng. Đánh qua đánh lại, mâu thuẫn đẩy lên đỉnh cao, rồi sẽ có án mạng. Mình phang nó được vào bệnh viện, khi nó ra viện nó cũng hụt lại mình. Bọn này không để mình yên đâu. Yên làm sao được? Dù sao bọn này cũng là bọn đầu đường xó chợ, tranh giành nhau miếng ăn như con cọp. Bãi cát này chả là miếng thịt to. Nếu để dẹp bọn này một lần và mãi mãi, mày tính sao? Nói thật, giờ em sợ nhất là vào tù. Ta biết rồi, mày cứ nói mãi. Ta muốn hỏi chuyện khác cơ. Em sẽ cho chúng nó hiểu thế nào nỗi sợ đấy. Mày định tìm bằng chứng để báo công an chứ gì? Không được. Mình làm thế với nó được, nó cũng có thể làm với mày được. Vấn đề là mình phải trong sạch cơ. Okay. Em có phải công an đâu mà tìm được bằng chứng phạm tội của chúng nó. Mà lấy đâu ra bằng chứng? Phải sản xuất ra một ít anh ấy. Trong các tội, anh nghĩ chúng nó sợ nhất là tội gì? Buồn. Làm chẳng. Anh định ném vào nhà chúng nó à? Chưa kể là có qua bắt được công an hay không. Nếu có điều tra ra anh cũng nặng tội. Mà quan trọng là anh có hàng không. Mày điên à? Tao móc đâu ra? Mà tao đang hỏi mày cơ mà. Sao tự nhiên lại nói thế? Anh cứ bình tĩnh, thì việc nó mới thành. Anh cứ đợi em. Tao cho mày toàn quyền xử lý và cho mày bộn tiền. Nhưng anh dặn mày một điều, không bao giờ được dính đến công an. Em với anh chung một nỗi sợ, anh cứ phải dặn. Ok.